xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Ưng đã có mặt tại đây. Đây chính là ngôi nhà thờ nghèo nhất Việt Nam, giáo xứ Cà Ràng. Là nhà thờ mà Hưng đã đăng đàn trình bày cái tâm tư nguyện vọng của mình và nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Rồi Hưng lúc đầu Hưng chỉ nhận là Hưng đóng góp phần hát của mình thôi, còn ai muốn đóng góp thì đóng góp vào số tài khoản đây. Ở đây đủ hết trơn, nhưng mà cũng có nhiều người cũng không yên tâm, không biết cách gửi như thế nào trực tiếp với cha, tại vì họ ở nước ngoài, lại nhờ Hưng trao tiền cho cha và đầy đủ thống kê tên ai cho bao nhiêu cái gì, rồi quy ra tiền đầy đủ và có cả ủy nhiệm chi lệnh chuyển tiền như thế nào gửi cho cha đầy đủ hết. Mình sẽ vào đây để cùng làm việc với cặp cha nha. Đây là nhà thờ Cả Ràng. Em là linh mục Phêrô Đặng Văn Đâu, chánh xứ của hai giáo xứ Tân Đông cái đây 10 cây số, và giáo xứ này là giáo xứ Cả Ràng ở ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Làm lễ là đây mỗi ngày chứ. Cái này tất cả những cái đồ ở đây là do giáo xứ ở Tân Đông ở dưới đó mang ra đây hết. Chứ đây chỉ có cái nhà vậy thôi, nên nó là mình phải chấp nhận thôi. Đây là được, hân hạnh là được, anh Đàm Vĩnh Hưng là có hứa hẹn là coi như giúp nhà thờ này, cho xong cái nhà thờ này rất là vui, mà coi như là cảm thấy nó không có còn cái là cái mệt mỏi trong con người nữa. Trời ơi. Nếu mà có gì đó là giờ anh là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ giúp cho giáo xứ Cả Ràng này, xin đại diện xin cảm ơn. Thưa cha và thưa tất cả các cộng sự cũng như là một số giáo dân, một số mạnh thường quân đã có mặt ở tại đây. Sau khi nhận được cái tin từ một người bạn của con, thì con có đăng cái tin lên và có nhận được nhiều cái sự đóng góp từ bạn bè của con. Con xin phép được đọc tên trước những cái người bạn trước đây, rồi sau đó đến cái việc làm gần đây nhất của con nha. Thứ nhất là có người chị của con là chị Mộng Linh ở tại Mỹ là 100 triệu. Rồi ca sĩ Bằng Kiều 100 triệu. Có một người em tên là Thảo MC Zil ở Mỹ cũng 50 triệu. Rồi tới ca sĩ Hồng Ngọc 1.000 đô. Rồi ca sĩ Nguyên Khang 2.000 đô. Chị Thảo Diên Thi bạn của con cũng 2.000 đô. Một người khán giả của con là chị Mindy Nguyễn 1.200 đô. Rồi chị Thủy Tạ 1.000 đô. Rồi em Nhung Nguyễn ở tại Cali 500 đô. Uyên Hồ 500 đô, ca sĩ Thùy Dương 5 triệu, anh Tô Hiếu, nhạc sĩ Tô Hiếu 5 triệu, em Holly Huỳnh 200 đô, chị Thanh Trịnh, còn gọi là Tanya Trịnh đó, 1.200 đô của bạn của mình, người mẫu Kim Thoa 1.000 đô, dì ruột của con là dì Kim Anh, dì Úc là 1.000 đô. Và em dâu của con là Linh Nguyễn cùng với bạn bè ở trong cái tiệm nail của người ta đó, 1.300 đô. Và tất cả những số tiền đó đã được chuyển đến cha một cách đầy đủ. Và đây có những cái ủy nhiệm chi tên của cha đầy đủ ha, Đặng Văn Đâu, số tài khoản ở đây, từng cái một đầy đủ hết ở đây. Hôm nay còn lại số tiền gì con sẽ trao tiền mặt tận tay cho cha cái phần đó luôn. Đây là cô Gia Minh, nhà báo, tổ chức một chương trình Tà Áo Việt, trong đó có sự tham gia của nhà thiết kế áo dài Đình Tuấn là chị Thủy đây. Con và con trai của con có mặc hai cái áo dài của chị Thủy thiết kế và diễn trong đêm đó. Và cô Gia Minh có một cái idea, có suy nghĩ rằng là sẽ bán đấu giá hai chiếc áo dài của hai cha con để mà giúp vào cho nhà thờ. Con rất may mắn được một người khán giả ở Mỹ mà đấu giá cùng với Phan Khám Pháp Anh là em Huy đại diện đây, và có chị Chi đi theo thì cũng tham gia đấu giá chung luôn. Nhưng mà cuối cùng thì bạn của con thắng và tặng lại hai cái áo đó cho con, và số tiền họ chuyển cho con là đây 100 triệu ngày hôm nay. Và bên Pháp Anh họ nhường cho bên bạn con thắng và họ có tặng thêm phong bì đây là 10 triệu đây để hỗ trợ cha luôn. Còn đây là cái 60 triệu còn sót lúc trước đó. Đó là đây 160. Còn đây là tiền hát hai xúc của con. Sẽ không bao giờ nói con số ra hết, chỉ mình trai con biết thôi. Cứ từ giờ đến cuối năm con hát xúc nào con sẽ tự trích số tiền hát của con ra trong cái phần đó để cho mọi người công bố được. Còn riêng con cha biết, Chúa biết đủ rồi. Cha thấy một cái điều mà cảm thấy là mình
thất vọng rồi mà bây giờ là được đưa lên. Thế làm cái nhà thờ ở Thanh Đông á, cách đây 10 cây số, 10 năm trời. Thức khuya dậy sớm đi xin từng nơi từng chỗ, gõ từng nhà từng giáo xứ để mà xin. Rất là khó khăn. Thậm chí mà mang bệnh trong ngày cũng phải cố gắng. Mà cuối cùng Chúa cũng ban cho mình để nó qua khỏi rồi. Thì bây giờ thì Đức Cha giao giáo xứ này thì lúc đó là cha cũng biết làm sao. Chỉ trông cậy vào Chúa thôi. Bây giờ nơi còn nào giờ người ta nói thôi. Cha nghe nói là anh chỉ xây chùa thế này đó. Nói không. Tại vì nhà thờ là coi như các cha mới có đủ khả năng để mà lo. Bây giờ tới cha đâu này bó tay rồi. Nên giờ anh Hưng mới nhảy vô anh phụ giúp. Con làm nhà thờ rất rất nhiều, nhưng không có nói mà cũng không có kể với ai hết trơn á. Tất cả những công sức, những việc làm đó tụi con là muối bỏ bể thôi, rất rất nhỏ, nhỏ lắm, không đáng kể đâu ạ. Nên là rất cần sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là các giáo dân, đặc biệt hơn nữa là các anh chị Mạnh Thường Quân là người Công giáo, những người con thành đạt ở tại trong nước cũng như ở nước ngoài, sẽ dành một chút hướng về Chúa. Hưng tin 100% là Chúa sẽ nhìn thấy hết, Đức Mẹ sẽ nhìn thấy hết và sẽ trả công bội phần cho những ai đã có một lần dù là suy nghĩ đến cái việc làm này. Và cái ngày khánh thành của cha, con tin là sẽ đông lắm và sẽ con sẽ có mặt, con sẽ liên tục tiếp tục nữa update những cái hình ảnh này qua cái clip này, qua chương trình này. Kính mong mọi người tiếp tục ủng hộ trực tiếp đến cha. Cảm ơn tất cả những các fan thân yêu, tại vì con có kêu gọi là 100.000 cũng được một chục viên gạch, 20 viên gạch đó, 200.000, 300.000 cũng được bao xi măng. Cho nên là ai giúp được cái gì thì cứ giúp, mà cha cũng không có mộng gì cao sang, chỉ là một cái gian nhà cấp 4 cho nó không bị mưa gió tạt và nó không còn cái hình ảnh này nữa thôi. Ngôi nhà Chúa mới sẽ được dựng lên nơi đây, hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục với cái sức của Hưng. Rất rất nhỏ thôi, không thể nào mà làm được gì hết, cho nên là cần sự chung tay của mọi người thật là nhiều. Có số tài khoản của cha, có số điện thoại rồi, chỉ cần gõ nhà thờ nhỏ nhất Việt Nam hoặc giáo xứ Cả Ràng là sẽ hiện ra đầy đủ thông tin để mọi người có thể giúp cha trực tiếp. Xin đại diện cho giáo dân nghèo của giáo xứ Cả Ràng này nói lên lời cảm ơn chân thành đối với anh Hưng, đây là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rồi mấy chị ở đây, mấy anh ở đây. 2024 là sẽ khánh thành hết tất cả những cái cơ sở vật chất của giáo xứ này. Mà nói giờ không biết có điều gì đâu. Đẹp thôi, đẹp thôi, gì đây anh em mình ở đây có tấm lòng rồi, bao nhiêu người để giúp đỡ để rồi chúng ta cùng chung tay góp sức cái nhà Chúa này. Yeah. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và chúc lành cho sự nghiệp ca của Đàm Vĩnh Hưng và được dồi dào sức khỏe bây giờ và mãi mãi. Dạ dạ. Bây giờ đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ca thánh ca rất là tuyệt vời. Bây giờ đó là ca sĩ Sinh với giáo dân này xin Đàm Vĩnh Hưng hát một bài thánh ca. Và cũng như là một cái lời với cảm ơn Chúa để rồi mình nghe dân cho Chúa những lời ca nhé. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Cánh tay con này, con hằng hướng cao, ơn Thánh Chúa dạng dào, dìu con lên tới đỉnh cao. Lời con như trăm hương, bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh ánh hiền màu. Thiên thà là như cánh và kêu sương Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không gian lấy tơ vàng đây cao siêu lên đường thần. Khấn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ân tới con nha. Khấn cầu
là Chúa hãy dù thương ban cho nhiều số. Nhiều số mới kiếm được tiền phụ nhà thờ được. Rồi, cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất là nhiều. Quý anh nhân, quý Mạnh Thường Quân đã đến đây để mà hát những cái bài này là tuy là coi như là đột xuất thôi mà rất là hay. Chúa sẽ phù hộ tất cả anh em chúng ta và đặc biệt là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như giáo xứ cả đàn này. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn ca sĩ, quý anh nhân, quý khách cũng như là những cái người mà đã cùng cộng tác với anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin Chúa chúc lành và ban ơn dồi dào cho tất cả chúng ta.